Hello, mến chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube. Và trong cái video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái kênh YouTube họ chia sẻ về những cái kỹ năng làm YouTube để các bạn có thể tham khảo và học hỏi từ những cái người đi trước như vậy ha. Thì hàng ngày thì mình vẫn thường xuyên vào những cái kênh YouTube này để học tập họ, thì hôm nay sẵn tiện thì mình mang ra để mình chia sẻ lại với mọi người. Thì làm YouTube thì chúng ta cần một cái người để chúng ta tham khảo cũng như là học hỏi từ những cái hay của họ và những cái sai lầm của họ để tránh, đúng không? Thì trên mạng thì có rất là nhiều người, nhưng mà mình học nhiều nhất đó là của thầy Dương Trung Hiếu ha. Để tìm cái kênh đó thì các bạn vào cái đánh cái từ khóa là Học viện MMO á, thì ra được cái kênh đó là Hiếu MMO rồi nè. Hello, xin chào. Rồi, từ cái kênh Hiếu MMO này bạn sẽ được tìm thấy những cái kênh liên quan khác như là Hiếu YouTube nè. Rồi, thì đầu tiên là chúng ta có một cái kênh đó là Hiếu MMO. Thì cái kênh YouTube này kỹ sư Dương Trung Hiếu sẽ hướng dẫn các bạn những cái tư duy và những cái cách làm YouTube. Thì nhiều bạn làm YouTube thì cũng sẽ biết đến cái thầy này ha. Những ai làm YouTube thì chắc chắn rằng ít hay nhiều cũng nghe đến cái tên đó là thầy Dương Trung Hiếu, dạy về kỹ thuật làm MMO và YouTube. Thì các bạn lên kênh YouTube này để tham khảo những cái video mà thầy chia sẻ. Tại sao gọi là thầy? Tại vì mình học từ cái kỹ sư Dương Trung Hiếu rất là nhiều, nên thì mình học của ai đó thì cái người đó là thầy của mình vậy thôi. Rồi ha, thì các bạn có thể lên đây tham khảo, mặc dù là chia sẻ cũng hơi dài dòng một chút, tại vì thầy luôn làm những cái video trên 10 phút nên phải nói những cái vấn đề không liên quan chút xíu để kéo dài cái thời gian. Nhưng thôi, mà nếu các bạn nghe hết thì các bạn sẽ được tìm thấy những cái hay và những cái tinh túy trong đây ha. Và hàng ngày thì mình vẫn xem cái kênh này. Rồi, cái kênh thứ hai đó là Hiếu YouTube. Tại đây thì thầy chia sẻ những cái cũng kỹ năng, những cái tư duy làm YouTube về cách làm như thế nào, thì thầy post lên đây hết ráo rồi thì chúng ta có thể tham khảo. Và tương tự thôi, nội dung trên 10 phút nên các bạn chịu khó lắng nghe và chắt lọc được những cái gì đó dùng được thì chúng ta dùng, còn không thì chúng ta nghe để củng cố cái tư duy thôi. Rồi, đó là hai kênh. Kiếm kênh nữa, đó là Duy ha, MKT. MKT này hình như mình hiểu đó là Duy Marketing hay là cái gì đó, nhưng mà có thể là một cái nghệ danh. Rồi rồi, chọn Duy MKT ha. Rồi thì như các bạn có thể thấy thì cái anh này ảnh cũng chia sẻ những cái kiến thức về YouTube rất là hay, hàng ngày thì lên học hỏi. Và kênh này thì ra đều đặn 1 đến 2 ngày một video, nên các bạn có thể lên đây xem về những cái video mới nhất và những cái chủ đề rất là nóng ha, và những cái giải pháp khi mà những cái sự cố về YouTube thì anh này anh cũng chia sẻ và giải đáp rất là kỹ chi tiết. Thì ngoài cái kênh của thầy Hiếu thì mình vẫn mò qua đây để học tiếp, tại vì chúng ta học là chúng ta học từ nhiều nguồn và tổng hợp lại những cái hay của cái những nguồn khác nhau, rồi sau đó thì mình chọn lọc và áp dụng lên cái kênh YouTube của mình. Chứ nếu mà chúng ta tự mày mò thì cũng được, nhưng mà nó lâu. Chẳng thà chúng ta ngồi nghe những cái người đi trước chia sẻ như thế này á thì sẽ tránh những cái sai ha. Còn những cái hay thì chúng ta áp dụng như vậy thôi. Còn một cái kênh nữa, kênh đó tên là CD Hay Studio, cũng là một kênh chia sẻ về những cái kiến thức về YouTube thôi.
các bạn có thể thấy, đọc tiêu đề, coi cái nào mình cần đó thì xem, chứ không nhất thiết là phải xem từ video đầu tiên cho đến video cuối cùng ha. Coi cái tiêu đề á, cái video nào mà bạn đang gặp vấn đề, hay là cái video nào mà bạn đang thắc mắc, tò mò thì nhấp vào xem. Kênh này thì 22.000 subscribe ha, là một cái nguồn cũng khá là tin cậy khi mà học và tham gia với YouTube. Thì tổng cộng thì mỗi ngày mình xem 4 kênh. Thứ nhất đó là kênh Hiếu MMO, để học hỏi những cái kỹ năng khi mà kiếm tiền online. Kênh thứ hai đó là Hiếu YouTube, để học hỏi kỹ năng về cái mảng YouTube riêng. Và Duy MKT, để tìm những cái giải pháp, những cái vấn đề mà mình không biết thì lên đây anh chia sẻ hết rồi. Và cái kênh CD Hay Studio thì thỉnh thoảng mình mới lên thôi, thì chủ yếu là nghe ảnh giải đáp thắc mắc với những cái người xem, tại vì ảnh cũng hay stream. Thì cái quá trình stream thì người xem họ hỏi thì ảnh trả lời. Mình nhớ còn một cái kênh nữa, đó là Thuần Bùi thì phải, lâu rồi không có ghé lại, không biết là còn hay không. À, như vậy là cái kênh Sucky Bùi. Cái kênh này lần đăng video là ít phút nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Các bạn cứ mình bấm lại là cái YouTube mình nó hay bị lỗi về cái âm thanh. Rồi, cái lần post video đó là 6 tháng, cũng khá lâu rồi kênh này chưa up video lên ha. Nhưng về cơ bản thì cũng có thể hỗ trợ được phần nào về những cái thắc mắc. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 8, như vậy là có 9 cái video. Xem hết 9 cái video này thì ít hay nhiều bạn cũng tăng được chút xíu level ha. Vì mỗi ngày lên một xíu level gì đó thì chả mấy chốc các bạn sẽ trở thành một cái người làm YouTube chuyên nghiệp và có thể chia sẻ lại những cái kiến thức lại cho những cái người đi sau. Rồi thì mình thông tin cho các bạn một cái kênh nữa, đó là Lucky Boy. Bên cạnh những cái kênh còn lại thì chúng ta hôm nay có 1, 2, 3, 4, 5 kênh YouTube để các bạn có thể tham khảo. Ngoài ra thì có kênh của mình nữa là 6. Rồi thì chúng ta có 6 kênh, tính luôn kênh của mình nữa, kênh là bạn đang xem nè. Thì cái kênh này mình chủ yếu chia sẻ về kinh nghiệm thôi, thì có sao nói vậy. Rồi nếu như bạn thấy video này có ích thì hãy nhấp vào nút đăng ký để ủng hộ kênh YouTube và thường xuyên cập nhật những video mới nhất. Mình chào và hẹn gặp lại.